hôm nay chiên cá ăn nè, nó có cá gì nha, vui chơi ăn cá. Đó. Có cái dãy thấy không, chiên dầu luôn à, có cá gì nè, cá này chiên giòn giòn đã mà ha, có dầu á, dầu trong này. Rồi có cá ăn, ăn cơm. Chiên thử cá thì sao nha. Đó, chiên thử cá thì. Đang hạ lửa xuống bếp nè. Ui cha, cá này chiên lắc giòn lắm nha. Giòn lắm. Giòn á, thả chia tại vô ta nó không có băng dầu á, hay quá ha. Ui, cá giòn luôn rồi á. Quá trời ngon ha, cái chấm nước mắm là ngon rồi, hấp tới á, cá đã. Ôi cha, con cá này đói bụng rồi, muốn ăn luôn á, chín giòn luôn rồi, đã chưa? Ngon, cá kho nữa con, cá chiên nữa con. Đã quá, giọng cá ngon quá. Cá chín rồi, ăn rồi, ăn con với bắp. Đã chưa? Phần cá này chiên là mình đỡ đứng dựng luôn rồi thấy không? Cái đây ăn không thì một con không đủ đâu, phải làm miếng sốt. Một con là chừng chiên cũng 3-4 con mới ăn được, ăn nó chấm mắm mới đã giòn. À, một con là ăn không được. Dòm xuống cá giả ha. Trời ơi, cá. Đã. Ôi, ngớp luôn phải. Phải có này mới vừa cửa hàng ăn chắc. Đổ vô chơi nằm vậy. Dạ, cái này đang làm giúp như tốt cá. Dạ, có đường vô á. Có đường vô cho nó gọt tí là lát đổ nước mắm này này. Làm xíu sốt ăn cá. Dạ, dạ cho anh nha, chắc tan đường nè. Cái quẩy là màu á, bột màu hả? Bột màu hả? Cho đường nó làm bột màu hả? Đó.
sau khi làm nước sốt xong rồi bỏ con cá vô, là tại nước sốt làm tốt thời gian lắm, mất thời gian nhiều, vô mới đơn giản mà nó thời gian nó rất là quan trọng. Nước sốt là rất là khó đó. Bây giờ cá thì mấy giòn mà vừa thấm trong thịt nha. Đã chưa, lát hả nước như có thì nó khô lại, nó dắt lại, nó xét lại, chắc là thì con cá nó còn ngon. Ăn hai loại cũng được, loại đây hay loại chiên giòn vậy ăn cũng được. Chiên giòn thì ăn hai ba con cũng không đủ đâu, tại chấm nước mắm thì mau hao. Cá bằng mày bằng mắt cái đó bưng ra ngồi luôn hả? Không, ngon quá, ngon quá, xe đã tắm cho con cá cho nó thấm vô. Chờ chấm khó lắm nha. Cá đã chưa, là một mứa càng ngon hả? Cá xong, cơm chín. Đó chưa? Đó chưa? Mình đi ra. Ngò vô không? Phải. Đừng bỏ ngò vô. Phải. Ngò miếng ngon rồi. Cả coi miếng cá mình ngắp thử miếng cá đã mà. Giòn á. Vừa giòn vừa thấm mà thấy không, đã cá ăn không không, ui cha, bỏ miệng thử con đi. Bỏ miệng này, ôm coi. Là bị thịt chứ ngon quá, miếng hằng hả à. Ngon